4 loại serum B5 mà đang được các tín đồ skincare vô cùng ưa chuộng gần đây. Thứ nhất đó là B5 của MB by Happy Skin. Đây là một cái dạng B5 mà có cấu trúc kem nước các bạn nha. Ngoại trừ cái tác động mà của B5 để phục hồi, làm dịu tổn thương và kích ứng, nó tạo ra một cái lớp finish ở trên da rất là đẹp, đồng thời tạo thành một cái lớp màng nước để mà cấp ẩm. Thứ hai đó là serum B5 của Good & Dog. Đây được xem là một cái serum quốc dân của tất cả các bạn trẻ bởi vì giá rất là phải chăng. Ngoại trừ thành phần B5 thì còn có thêm thành phần HA và thành phần niacinamide, cấp ẩm tăng cường này làm dịu giảm đỏ cũng như là phục hồi những cái nền da tổn thương rất là tốt. Nhấn lên chút xíu, chúng ta có serum B5 của nhà La Roche-Posay, bản thành phần vô cùng đẹp, không những có B5, HA, niacinamide mà còn có thêm cái thành phần chiết xuất rau má giúp làm dịu những cái tổn thương viêm đỏ sưng cấp tính và đặc biệt thích hợp cho những bạn da ngủ. Cuối cùng, đắt nhất trong các loại B5 nhưng chất lượng tương xứng đó là B5 của SkinCeuticals. Thành phần chính B5 và HA với một cái kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu rất là nhanh chóng, đồng thời tạo thành một cái lớp màng bảo vệ và phục hồi cái cấu trúc hàng rào da vô cùng hiệu quả. Tùy theo túi tiền và khả năng để lựa chọn các loại B5 khác nhau nhưng chắc chắn là sẽ hài lòng các bạn nhé.